người ơi, một buổi sáng vô cùng tuyệt vời ở một thung lũng rất là đẹp anh chị em ơi. Ở đây chính là hành trình ngày thứ hai của chúng mình, một hành trình vô cùng tuyệt vời sẽ bắt đầu từ thung lũng tuyệt đẹp này mọi người ơi. Và đi vào xem anh em đã thức dậy chưa nào. Hello, xin chào tất cả các anh chị em. Hello. Chúc anh chị một ngày tuyệt vời nhá. Chào buổi sáng anh các chị ạ. Hello, chào em. Xin chào, mọi người ngủ ngon chưa anh chị? Ngủ ngon. À đấy ạ, dạ vâng. Em chào các anh các chị ạ. 19 cũng còn là anh á. Chào các bạn nhá, hôm nay chúng tôi sẽ đi đèo Lũng Cú và check in điểm cực nhá. Hôm nay thì ngoài trời nhiệt độ đang là khoảng 7 độ C và dự kiến là lên đấy sẽ rơi vào tầm khoảng 3 độ, có thể là tầm khoảng 1 hoặc 2 độ. Hôm nay ở đây cả đoàn đang cùng theo dõi một màn biểu diễn vô cùng là xuất sắc của thành viên đoàn. Như các bạn thấy ở phía trước chúng ta đó là những màn biểu diễn yoga rất là thuần thục cũng như là rất là chuyên nghiệp đúng không anh em? Hôm nay là một chương trình tự phát nha mọi người nhé. Đường này thì kéo dài được khoảng 20 cây số. Và như anh chị thấy đấy, toàn tuyến đường Hạnh Phúc từ thành phố Hà Giang lên đến thị trấn Mèo Vạc là 185 km. Thế nhưng mà chỉ riêng cái đoạn đường có 20 km từ Đồng Văn sang đến Mèo Vạc chỗ này thôi đã mất đến 11 tháng mới có thể hoàn thành được quãng đường này. Và trước đây vào cái giai đoạn đầu tiên khi mở ra con đường này thì đã phải mở ra một con đường có tên là đường công vụ trước. Con đường này thì chỉ nhỏ khoảng 20cm thôi, ở cái vách đá dựng đứng như thế này. Mục đích của cái việc mở ra con đường công vụ này là để có thể là đặt một chân của người thanh niên xung phong vào và đục cái lỗ nhỏ ở bên trên, sau đó thì nhồi thuốc nổ vào để làm cổng kín ra. Và các anh thanh niên xung phong thì hàng ngày khi mà đi lên trên cái con đường đó để nhồi thuốc nổ, để nhồi mìn vào đấy để nổ cái bức tường đá như này ra, thì đã phải tổ chức những cái lễ truy điệu sống. Và toàn tuyến đường 185 km từ Hà Giang lên trên này thì đã phải mất đến 14 sự hy sinh của các anh chị thì mới có thể tạo nên được cho chúng ta một con đường lớn như bây giờ. Và câu chuyện kể lại rằng là trước khi mà mở ra con đường Hạnh Phúc này thì toàn bộ khu vực Đồng Văn Mèo Vạc này đều chìm trong bóng tối hết, bởi vì là không có điện, không có lương thực, không có bất cứ thứ gì. Và bà con thì chìm trong cái sự khó khăn về cả vật chất và tinh thần. Thì từ khi con đường Hạnh Phúc này được mở ra thì con đường cứ đi từ đâu là điện về từ bản từ đó, và niềm vui từ đó cũng như là cuộc sống của bà con được trở nên ấm no từ đó. Và đấy là lý do vì sao con đường này được có tên là đường Hạnh Phúc, bởi vì là đường mở từ đâu thì bà con được hạnh phúc đến đấy. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến điểm đầu cực bắc của Tổ quốc mình và chúng ta sẽ nhìn thấy điểm bắt đầu của con sông Nho Quế vào chảy vào nước Việt luôn. Always think of you when spring comes. Like it's something in the air at that time. Don't know why. Thì bây giờ đã là 11:15 và đoàn chúng mình đang trên đường đi tới với cột cờ Lũng Cú. Và như mọi người thấy đấy, con đường dẫn đến cột cờ Lũng Cú này của hành trình này của chúng mình vô cùng là tuyệt vời luôn các bạn. Chúng mình đang đi ở trong những cái làn sương mờ ảo như thế này. Theo như mình thấy thì thời tiết vô cùng là ủng hộ luôn. Những ngày đầu tiên thì có hơi xíu xíu mưa. Cái việc mà mưa sẽ đem lại cho chúng mình rất là nhiều những cái trải nghiệm. Có thể ngắm mây bay ở xung quanh núi, có thể ngắm mây vờn quanh núi. Và bây giờ thì để lên đến cột cờ Lũng Cú, một trong những nơi xa xôi nhất của cực Bắc Việt Nam. Và như mọi người thấy đấy, chính cái khung cảnh này, chính cái sự ảo diệu như thế này lại càng làm cho cực Bắc Lũng Cú lại trở nên một cách là bí hiểm hơn, đúng không ạ? Bởi vì cực Bắc Lũng Cú thì sẽ có những nơi mà giao thoa với nước bạn Trung Quốc, sẽ có những hàng rào biên giới, sẽ có những nơi mà rất ít người biết đến. Chúng mình hôm nay sẽ dành toàn bộ thời gian của cả một ngày hôm nay ở trên Lũng Cú luôn mọi người ơi. Toàn thời gian cho Lũng Cú luôn. Tất cả những gì tuyệt vời nhất sẽ dành cho Lũng Cú ngày hôm nay. Tuyệt quá. Thực ra việc anh chị em chúng ta di chuyển đến Lũng Cú nhiều hơn, mình thấy nó có tác dụng về mặt kinh tế chính trị rất là nhiều. Về mặt kinh tế thì mọi người đang đưa một dòng người từ phía dưới xuôi để lên trên điểm xa nhất, khó khăn nhất ở trên
đỉnh Đồng Văn, nơi mà đặt nét bút cho đất nước Việt Nam chúng ta. Các bạn sẽ đến đây với rất là nhiều niềm vui, rất là nhiều kiến thức, bởi vì khi nói chuyện chúng ta sẽ truyền thụ rất là nhiều những thứ hay ho, những thứ mới mẻ ở nơi các bạn ở cho người dân ở trên này. Thêm nữa là chúng ta sẽ sử dụng dịch vụ như ăn uống, ngủ nghỉ, và chúng ta vô hình chung chúng ta đang đẩy mạnh kinh tế ở vùng biên này lên. Và thêm nữa về mặt chính trị thì khi chúng ta kéo đến đây nhiều hơn, người dân chúng ta lên đến đây nhiều hơn, thì cái việc mà hỗ trợ cho công tác chính trị ở khu vực phía biên giới này cũng sẽ cải thiện rất là nhiều. Ở đây khi bạn chưa đến, bạn xem qua video, bạn cảm nhận thấy nó cao, nó to, nó hùng vĩ. Nhưng khi bạn đắm chìm cái thân xác, đắm chìm cái tâm hồn của mình, hòa mình vào núi sông của tổ quốc, của quê hương, của đồng bào, lúc đó bạn cảm thấy trong lòng mình nó là một niềm tự hào, một cái người con dân của đất Việt, một tình yêu quê hương tổ quốc nó rất là bao la, nó rất là nhiều con người đã sinh sống và đã gây dựng nên cái đất nước ngày hôm nay. Đây là một cái điểm khám phá mới, theo tôi là mới, dành cho cái những người khách du lịch. Và trên bản đồ du lịch Việt Nam và bản đồ du lịch thế giới thì tôi là người đồng bằng sông Cửu Long, tôi đến từ Phú Quốc, và khi đến đây tôi thật sự rất xúc động với cảnh sắc, với núi sông hùng vĩ như thế này. Chuyển sang khu vực sông Hoàng Hà, bởi vì là trải qua rất là nhiều những cái cuộc chiến tranh, cũng như là những cái việc, những cái sự tranh giành về thế lực, quyền lực ở khu vực Hoàng Hà, thế nên là họ đã bị đánh đuổi để phải di cư, rồi là sống du mục để đến các khu vực phía Đông Nam Á này, và tập trung rất là nhiều vào khu vực Việt Nam, ở khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam chúng ta. Thì họ, bản thân họ cũng không hề biết rằng nguồn gốc của họ đến từ đâu. Thế nhưng mà trong những cái cuốn sách cổ của họ thì có nói rằng là họ được đến từ những cái vùng, từ những cái vùng xa xôi như thế. Thậm chí là họ cũng không biết những vùng đấy là vùng nào nữa luôn. Có một điều nữa là do là họ phải sống du mục, do là bị săn đuổi quá là nhiều, quá là gay gắt. Thế nên là ở ngay cả trong những cái cuốn sách cổ của họ thì thủ lĩnh của họ cũng dặn họ rằng là khi mà chạy sang Việt Nam thì họ đã ghi vào trong một cái, những cái cuốn sách cổ của họ rằng là để mà duy trì được nòi giống của người Mông thì người Mông bắt núi để họ sinh sống, thì đấy là một trong những cái yếu tố cần thiết để có thể bảo vệ được nòi giống của người Mông. Và cũng rất là rượu, rất là quý, và giữa rừng để có được một chai rượu quý thì nó cũng khó đấy. Mà thứ hai là để uống được một chai rượu quý thì nó cũng phải đồ nghề, nó phải phức tạp. Những cái chai rượu như này thì là một trong những người rất là sành rượu ấy, họ tặng họ biếu. Đây là một trong những chai. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video của mình. Hãy để lại comment và chia sẻ video này cho bạn bè của mình cùng biết nhé. Và nhớ là ấn một nút đăng ký kênh. Hãy ấn một nút đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất từ mình. Cảm ơn tất cả các bạn.